Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Phụ kiện giấy sinh và tiếp nối series những dòng sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại iPhone XS Max. Thì trên tay cũng đang cầm là một sản phẩm ốp lưng. Đây là một sản phẩm ốp lưng đến từ thương hiệu Newkin ha các bạn. Thì phần bên ngoài của chiếc ốp lưng này có ghi đầy đủ thông tin của nhà sản xuất và mã chip để mình phân biệt được hàng chính hãng đến từ thương hiệu Newkin sử dụng cho chiếc điện thoại iPhone XS Max. Và mình xin phép các bạn được mở chiếc ốp lưng ra để tiện giới thiệu chi tiết sản phẩm ốp lưng đến với các bạn. Đây các bạn, trên tay cũng đang cầm là sản phẩm ốp lưng đến từ thương hiệu Newkin sử dụng cho chiếc điện thoại iPhone XS Max. Thì phần bên ngoài của chiếc ốp lưng này được làm bằng da ha các bạn. Đây, nhà thiết kế mai một đường chỉ dọc theo chiều dọc của chiếc ốp lưng tạo một thời trang mới ha các bạn. Đây là một sản phẩm rất là phù hợp với các bạn nữ. Với thiết kế bên trong các bạn, thiết kế bên trong làm dạng nhung như thế này để khi mà các bạn cầm điện thoại quá lâu thì mồ hôi tay hoặc là nước các bạn sẽ thấm vô chiếc ốp lưng, sẽ không ảnh hưởng gì đến chiếc điện thoại của mình. Với thiết kế từng bộ phận rất là phù hợp với máy như là camera, biểu hiện quả táo, nút nguồn, nút âm lượng, từng bộ phận rất là phù hợp với chiếc điện thoại iPhone XS Max. Với thiết kế khung sườn và các khía cạnh, đây các bạn, khung sườn và các khía cạnh ôm sát chiếc điện thoại của mình sẽ bảo vệ tối đa chiếc điện thoại không bị trầy xước khi các bạn vô tình va chạm máy. Rất là đẹp ha các bạn. Và mình xin phép được mở chiếc màu đỏ ra để tiện giới thiệu chiếc ốp lưng màu đỏ đến với các bạn. Thì hiện tại thì shop đã có hàng và có 3 màu ha các bạn, màu đen, màu đỏ và màu xám. Đây các bạn, đây là chiếc màu xám. Và mình xin phép được giới thiệu lại với các bạn, trên tay cũng đang cầm là một sản phẩm ốp lưng đến từ thương hiệu Newkin. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện giấy sinh.com hoặc số điện thoại 0942385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube phụ kiện giấy sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.